Đây, C-collagen này. Cái đường kính của nó khoảng 50 nanomet. Em nhớ nhé, đơn vị cấu tạo nhé, đơn vị cấu tạo đó là các sơ collagen. Đấy, thì từ sơ collagen này, đấy, nó sẽ tạo thành tơ collagen và sợi collagen. Các cái sợi collagen này nó sẽ đứng với nhau tạo thành các bó sợi collagen. Đấy. Nhưng mà cái đơn vị cấu tạo các em nhớ đó là sơ collagen. Thứ hai là sơ nó có những cái vân ngang. Sơ collagen nó có những cái vân ngang. Thế còn sơ collagen nó là gì? Nó được cấu tạo từ các cái tropo, các phân tử tropo collagen. Đấy. Các phân tử tropo collagen thì nó lại có phân tử lượng khoảng tầm 3.000, 300.000 đơn vị và nó bao gồm có ba cái chuỗi xoắn alpha. Đây, ba cái chuỗi xoắn alpha. Chuỗi thứ nhất này. Đấy. Chuỗi thứ hai và chuỗi thứ ba đây. Đấy. Được chưa? Đấy, cái phân tử tropo collagen nó là như vậy. Và các phân tử tropo collagen này nó sẽ cấu tạo nên các sơ collagen. Đó. Nguồn gốc của sợi collagen này thì nó có nguồn gốc từ đâu nhỉ? Từ các nguyên bào sợi. Đấy. Tạo cốt bào, nguyên bào sụn, nguyên bào tạo ngà và tế bào biểu mô. Tiếp là nó cái sợi collagen này nó được chia thành rất nhiều tuýp. Cái số lượng của nó là trên 20 tuýp cơ, rất là nhiều. Đó. Rất là nhiều. Thế thì ở đây chúng ta chỉ cần nhớ nó thấy bốn loại tiếp thôi, bốn tiếp chính nhé. Bốn tiếp chính như này. Đó là tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 và tiếp 4. Bốn cái tiếp quan trọng. Cái này là có trong test đấy nhé, có trong câu hỏi đấy, nên các em phải nhớ. Những cái gì mà trời đưa lên slide là các em cũng phải lưu ý một chút. Tiếp thứ nhất nó có ở đâu? Nó có ở chân bì, xương, gân, cân, sụn sơ. Đấy. Tiếp 2 có ở sụn trong, sụn chung. Tiếp 3 nó ở sợi võng. Và tiếp 4 nó là lá đáy của màng đáy. Thì bây giờ như này, cái chỗ này nó rất là nhiều cái mang tính chất liệt kê như này. Vậy thì các em nhớ bằng cách nào? Thì thầy sẽ có cách để các em nhớ, gọi là nhớ mẹo một chút thôi. Để gọi là đối phó trong kỳ thi chẳng hạn thế. Thế thì ở đây, thì thứ nhất là cái tiếp 4 này. Nó là tiếp cuối cùng trong cái danh sách này đúng không? Đúng không em? Đúng 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 Thế thì các em sẽ nhớ cái từ đáy đáy này. của đáy Đấy nhá. Đấy. Vậy thì ở đâu có lá đáy hay là màng đáy thì đấy sẽ là tiếp cuối cùng, sẽ là tiếp mấy? Tiếp 4, đúng không? bốn Đúng. Thứ hai là tiếp 2 này. Nó sẽ có chỉ có trong ở đâu đây nhỉ? Ở sụt đâu đây? Đúng rồi, tiếp 2 nó chỉ ở trong sụn thôi. Đấy. Thế còn tiếp 3 thì nó chúng ta sẽ nhớ cái từ khóa nó là sợi gì? sản Sợi phẩm võng. Đúng rồi. Thế còn lại thì sẽ là tiếp gì nhỉ? Tiếp 1 nhé. Nhưng mà ở đây em lưu ý một tí thôi. Đó là cái sụn sơ này, thì nó lại nằm ở tiếp 1. Đấy, thế cho nên là chúng ta sẽ nhớ cái sụn trong và sụn chun thì tiếp 2. Nhưng chúng ta sẽ nhớ cái từ sơ này, sơ khai ban đầu ấy, gọi là sơ này là sơ X nhưng còn sơ khai là sơ S này. Nhưng mà chúng ta nhớ gọi là nhớ nhớ để gọi là chúng ta nhớ mang tính chất chúng ta hiểu thôi đúng không? Thì sơ khai nó ở phần 1. Đấy, phần khởi đầu mà sơ khai nó sụn thì có hai có ba loại đúng không? Trong đó có sụn trong và sụn chun thì nó sẽ nằm ở tiếp 2. Thế còn sụn sơ là sơ khai nó sẽ nằm ở tiếp gì nhỉ? Tiếp 1, đúng không? Đấy, đấy là cách nhớ như vậy. Ngày xưa thầy học thầy cũng phải nhớ kiểu đấy chứ còn nhiều cái gọi là kiến thức mà nó mang tính chất nó dồn dập mà nó gọi là nó khối lượng nó lớn, chúng ta nhớ cùng một lúc nó rất là khó nhớ. Đôi khi chúng ta phải đơn giản hóa nó đi, đúng không? Thì chắc chắn là các em cũng có cách nhớ của riêng mình, nhưng mà đấy là thầy chia sẻ cái cách nhớ nó mang tính chất nó dễ nhớ hơn một chút. Các em có thể tham khảo nhé. Tóm lại là các em nhớ cho thầy 4 tuýp collagen. Tuýp 1, tuýp 2, tuýp 3, tuýp 4. Tuýp 4 thì nó có ở lá đáy màng đáy này, đúng không? Tuýp 3 thì có ở đâu nhỉ? Sợi võng, đúng không? Đấy, tuýp 2 thì ở sụn. Thì sụn sơ thì sơ khai bỏ nó là thằng ban đầu rồi thì nó chỉ còn sụn chun và sụn gì thôi, trong thôi, đó. Thế còn lại thì sụn sơ đương nhiên ở tuýp 1. Thế còn ra ra
bì da xương gân cân tất cả những cái mà nó không thuộc những tiếp kia thì chúng ta cứ đánh đồng nó vào tiếp một thôi, ok rồi. Đấy là sợi collagen. Sợi thứ hai là sợi võng. Sợi võng thì các em sẽ thấy là cái màu của nó này, cái màu của nó này, màu của nó có màu gì đấy các em nhỉ, màu gì đấy, màu đen đúng không, màu nâu đen. Màu nâu đen thì nó bản chất của nó đó là do cái cách chúng ta nhuộm màu do cách chúng ta nhuộm màu thôi. Thì chúng ta nhuộm bằng phương pháp ngấm muối bạc, chúng ta ngấm muối bạc nitrat cho nên là nó sẽ có màu nâu đen. Thứ hai là cái đường kính của cái sợi võng này nó sẽ từ 0,2 đến 2 micromet. Đúng không? Đấy, cho nên chúng ta sẽ thấy là cái của collagen ấy, collagen của nó là bao nhiêu? Từ 1 đến 10 micromet đúng không? Đấy, cho nên cái đường kính của collagen nó lớn. Ở đây nó chỉ từ 2 0,2 đến 2 micromet thôi. Đơn vị cấu tạo này, nó được đơn vị cấu tạo từ sơ collagen, nhớ nha, và cũng có vân ngang. Cái này nó có giống với lại collagen không các em, cái sợi collagen không, giống đúng không, các em nhớ nha. Tiếp, chức năng của nó nâng đỡ chất nền ngoại bào, nâng đỡ chất nền ngoại bào. Nó sẽ bao quanh các cái tế bào mô mỡ hoặc là tế bào nội mô này. Đấy, đây ví dụ như là thầy sẽ các em nhìn lên màn hình này. Ở bên này này. Bên hình A lớn này và đây là hình B lớn này. Các em nhìn thấy chưa? Các em theo dõi được chưa? Hình A lớn là các tế bào mỡ. Là tế bào mỡ các em sẽ thấy đây, tế bào mỡ này. Đây tế bào mỡ nhé, em nhìn thấy tế bào mỡ này chưa, em nhìn thấy không? Ừ, đây là tế bào mỡ nữa này, tất cả đây là tế bào mỡ nhá. Đó, những hình cầu lớn như này này là tế bào mỡ này. Đấy, thế thì sợi võng này, bên này các em có nhìn thấy cái hình cầu này không? Có. Đấy là chính là những tế bào, đấy chính là những tế bào mỡ đấy đúng không, nhưng mà bên này nó người ta làm nổi bật lên có cả cái gì, cái sợi gì nó tạo nên một cái nền đấy, cái sợi gì màu nâu đen đấy các em. Võng. Đấy thì các cái tế bào sợi và các cái sợi võng này nó sẽ bao quanh các cái tế bào mỡ này, đấy thì nó tạo nên một cái nền để gọi là nâng đỡ, các em hiểu chưa nhỉ? Đấy, như kiểu nó tạo nên một cái võng để gọi là để nâng đỡ những cái tế bào và cái mô xung quanh cái mô đấy đúng không? Đấy. Thì đây chính là cái mô hình sợi võng, nó bao quanh cái tế bào mỡ, còn bên này là tế bào mỡ đơn thuần, chúng ta không làm nổi bật cái sợi võng lên, thì đây là những tế bào mỡ. Đấy, tế bào mỡ tí nữa chúng ta sẽ học sâu về tế bào mỡ này. Thế nhưng mà ở đây sợi võng thì chúng ta sẽ thấy nó bao quanh các tế bào mỡ như này. Đấy. Chưa? Chức năng thứ hai đó là nâng đỡ các nhu mô như gan, thận, phổi và các cơ quan tạo máu lympho, và chức năng thứ ba đó là tham gia tạo màng đáy, tham gia tạo màng đáy. Loại sợi thứ ba đó là sợi chun. Sợi chun, sợi chun thì nó khi soi ở mô tươi nó có màu vàng, và khi nhuộm anehit ấy thì nó sẽ có màu xanh da trời. Oxy nó sẽ có màu đỏ thẫm. Đó. Khi soi ở mô tươi nó sẽ có màu vàng nhé. Khi nhuộm bằng anehit fuxin nó sẽ có màu xanh da trời và nhuộm bằng oxyrin nó sẽ có màu đỏ. Thứ hai, cái đặc điểm này. Cái đặc điểm mà cái tên gọi của nó này, sợi gì đây nhỉ? Sợi chun. Thì cái đặc điểm của nó rất quan trọng. Đó là nó có tính đàn hồi cao. Đúng không? Đấy, cái sợi chun chun có tính đàn hồi. Thứ ba nữa, nó rất mảnh, rất mảnh. Đường kính nó từ 0,2 đến 1 micromet.
Cái sợi sợi collagen là từ 1 đến 10 đúng không? Micromet. Đấy. Từ cái sợi võng từ 0,2 đến 2 micromet. Thế còn sợi chun nó mảnh nhất từ 0,2 đến 1 micromet. Đấy. Sợi chun nó có đặc điểm là mảnh này. Thứ hai là cái đàn hồi rất cao. Đấy. Tiếp là nó là những cái sợi đây này, em thấy này. Đấy, nó tương đối là thẳng và nó có những cái nhánh nối. À, các em nhìn này. Ống to lên. Các em nhìn thấy những cái chỗ mà nó những cầu cầu như này chưa? Các em nhìn thấy không? Em có nhìn thấy không? Có Đây là những cái cầu nối đây này. Đấy, chỗ thầy chỉ mũi tên đấy. Đấy, cái đặc điểm của các cái sợi chun đấy. Đấy, nó có những cầu nối với nhau. Đây chính là cái phần cầu nối này. Đấy. Đấy là đặc điểm của sợi chun. Nhá. Có nhánh nối. Thế có nhánh nối thì lại không có vân ngang. Em nhớ nhá. Đấy. Ở sợi võng và sợi collagen thì có gì nhỉ? Có vân ngang, đúng không? Thế còn ở sợi chun thì có gì? Có nhánh nối nhưng mà không có vân gì nhỉ? Không có vân ngang, em nhớ nhé. Thế thì cái phần đặc điểm của nó có tính chất đàn hồi ấy, thì nó do cái gì nó quy định ở đây? Thì đây này. Nó do cái thành này nó quy định này. Đây. Khi người ta cắt đôi ra, à cắt 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 ngang ra thì các em sẽ thấy cái phần màu xanh lam này không? Các em phần nhìn nhìn thấy phần màu xanh lam rồi nhá. Cái phần xanh lam này chính là cái phân tử protein. Và nó chính là phân tử protein elastin. Đấy, thấy chưa? Và chính cái phân tử này nó quyết định cái tính đàn hồi của sợi chun này. Em hiểu chưa nhỉ? Em nhớ không? Nhớ nhé. Đấy, sợi chun nó có tính đàn hồi và cái đàn hồi này nó là do protein elastin này quy định. Cái phân tử protein elastin này á, nó sẽ là nằm ở giữa và bao bên ngoại vi này, phần ngoại vi này chính là các cái phân tử glycoprotein cấu trúc dạng ống. Đấy, cái phần màu màu hồng đây. À, những cái sợi nhỏ màu hồng đây. Được chưa? Tóm lại là sợi chun có tính đàn hồi và tính đàn hồi này do phân tử protein elastin nó quy định nhé. Nguồn gốc thì nó có nguồn gốc từ các nguyên bào sợi ở da và gân và các tế bào cơ trơn và cơ trơn này ở mạch máu. Đây là phần sợi liên kết. Bây giờ chúng ta sẽ sang thành phần thứ ba, đó là những tế bào liên kết. Những tế bào liên kết này, những tế bào liên kết thì nãy chúng ta nói rồi, nó có mấy loại các em nhỉ? Mấy loại? Hai. Đúng rồi, hai loại tế bào cố định và tế bào di động đúng không? Đây. Đấy, nó có hai loại này, tế bào cố định và tế bào di động. Rồi. Thế thì dựa vào đâu để người ta chia ra thành hai loại này thì người ta dựa vào hình thái của tế bào và chức năng của tế bào thôi, đúng không? Đơn giản vậy thôi, người ta sẽ dựa vào hình thái và chức năng của nó để người ta chia thành hai loại, đó là tế bào cố định và tế bào di động. Tế bào cố định thì nó có đời sống dài. Thế còn tế bào di động thì nó có đời sống ngắn. Đó. Em nhớ nhé. Tế bào di động. Đấy, di động thì có đời sống ngắn, cố định an cư lạc nghiệp cho nên có đời sống nó tốt hơn, nó dài hơn. Di động du canh du cư cho nên đời sống nó sẽ bấp bênh hơn, ngắn hơn. Đấy, kiểu như thế. Nhưng còn tất nhiên là cái bản chất thì nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều đúng không? Nhưng mà chúng ta gọi là chúng ta lưu ý như vậy. Tế bào cố định nằm yên một chỗ
sống dài, còn tế bào di động thì đời sống nó ngắn hơn. Các cái tế bào cố định như là các nguyên bào sợi này, đấy, các tế bào mỡ này, tế bào nội mô và tế bào võng. Như là các tế bào di động như là các bạch cầu hạt này, đại thực bào này, tương bào và dưỡng bào. Đấy là các tế bào di động. Đó. Thì đây, đây là các loại tế bào này. Ví dụ tế bào cố định. À, các loại tế bào cố định như là đây tế bào mỡ này, đúng không? Đấy. Các nguyên bào sợi này. Đấy. Được chưa? Đấy là những tế bào cố gì? Cố định. Các tế bào di động như là dưỡng bào này. Đấy. Tương bào này. Bạch cầu ưa axit, bạch cầu trung tính này. Và các đại thực bào này. Đấy là những tế bào di động. Riêng cái đại thực bào này nhé. Đại thực bào này tí nữa chúng ta sẽ phân tích, nó sẽ có cả tế bào cố định và tế bào di động nữa cơ. À, nhé. Đây, chúng ta vào phần thứ nhất, đó là nguyên bào sợi. Nguyên bào sợi thì nó có hai dạng. Hai dạng đó là nguyên bào sợi và tế bào sợi. Đó. Nguyên bào sợi và tế bào sợi. Thế thì nguyên bào sợi và tế bào sợi nó là gì? Nó bản chất nó chỉ là hai cái dạng, một là một cái là nó đang ở trạng thái hoạt động thôi, và một cái nó là đã hoàn thành, hoàn thành quá trình tổng hợp. Có nghĩa là cái nguyên bào sợi này này nó đang ở dạng hoạt động, cho nên nó rất là mạnh. Thế còn cái tế bào sợi nhé, tế bào sợi thì nó đã hoàn thành quá trình tổng hợp rồi, mang tính chất là gọi là xong rồi đấy, đúng không? Thế còn cái nguyên bào sợi này thì nó vẫn đang ở trạng thái hoạt động mạnh. Thì đấy là cái hai cái dạng ở cái phần nguyên bào sợi chúng ta lưu ý. Thế thì tế bào sợi và nguyên bào sợi thì cái nào phổ biến hơn? Thì cái phần nguyên bào sợi này nó phổ biến hơn là cái tế bào sợi, bởi vì mang tính chất nó là đang hoạt động mạnh mà, cho nên nó sẽ cái mật là cái nó sẽ phổ biến hơn cái tế bào sợi rất nhiều. Tiếp ở cái nguyên bào sợi, anh em phải nhớ này, nó là những tế bào đã biệt hóa hoàn toàn. Cái này các em phải lưu ý nhé. Nó biệt hóa hoàn toàn có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không thể sinh ra các tế bào khác được. Đấy. Nó không thể sinh ra tế bào khác được. À, ví dụ như tí nữa chúng ta sẽ học một cái tế bào mà nó có khả năng biệt hóa thành những tế bào khác nữa. Từ tế bào A có thể biệt hóa thành tế bào B. Thì lúc đó người ta nói là cái tế bào đó nó biệt hóa gì nhỉ? Không hoàn toàn hay là biệt hóa kém, đúng không? Thế còn những tế bào mà biệt hóa cao hay là biệt hóa hoàn toàn này này thì nó sẽ không có khả năng sinh sản, không có khả năng sinh ra các tế bào khác, nhưng mà nó vẫn có thể tự sinh gì nhỉ, tự phân chia, tự sinh sản ra chính mình được, đúng không? Và đấy. Thế còn biệt hóa đây là mang tính chất là không sinh ra các tế bào khác nữa, các dòng tế bào khác nữa. Chức năng của các cái nguyên bào sợi này nó là tổng hợp ra các procollagen, các glycosaminoglycan và các glycoprotein. Thì tất cả những cái thành phần này á thì nó đều gì nhỉ, giúp cấu thành nên chất gì, chất căn bản và các sợi liên kết. Đấy. Thế thì đây các em sẽ nhìn một cái hình này. Đấy, cái hình này, cái nguyên bào sợi này, nguyên bào sợi nó trạng thái hoạt động đây, đây là nguyên bào sợi. Đấy, phần A lớn này là nguyên bào sợi. Cái phần B lớn này, đó là các tế bào sợi. Vậy thì các em sẽ thấy các nguyên bào sợi nó ở trạng thái hoạt động, cho nên là các em sẽ thấy là có, đây là cái, em nhìn thấy cái này không? Nó là cái gì đấy các em? Đấy, nó là cái gì đấy các em? Mà màng đáy Không, nó là nhánh bào nhánh tương. bào tương Đúng rồi. Các em sẽ thấy là cái nhánh bào tương nó sẽ vươn xa ra, đúng không?
nó mang tính chất là vươn xa, xu hướng vươn xa đúng không nhỉ? Đấy, nó chia thành nhiều nhánh. Đấy, thì đấy là chính là cái đặc điểm của tế bào nó hoạt động mạnh như vậy. Đấy. Thứ hai là cái bào tương của nó rất là giàu các đối nội bào có hạt. Tóm lại các cái cơ quan trong cái bào tương này nó rất phát triển này, bộ Golgi phát triển này. Em nhìn thấy chưa? Đấy. Tế bào thì hình sao, có nhiều nhánh bào tương. Đấy. Thế còn đây, phần B lớn này chính là các tế bào sợi. Nó đã ở cái trạng thái là hoàn thành các cái quá trình tổng hợp, cho nên là lúc này cái tế bào kích thước nó sao nhỉ? Đây, kích thước cái này so với cái này sao? Nhỏ đúng không? Đấy, kích thước của tế bào sợi nó rất là nhỏ. Thứ hai là hình nó thoi, hình thoi nó dẹt lại rồi. Đấy, đây là nó phình ra, nó bành trướng ra đúng không? À, thứ hai, thứ ba nữa là cái nhánh bào tương của nó bây giờ nó không sẽ không tua tủa như này nữa này. Đấy, không tua tủa như là cái nguyên bào sợi nữa, mà nó các cái nhánh bào tương nó ngắn lại đúng không? Đấy là cái thể hiện là cái trạng thái mà tế bào đã gọi là hoàn thành rồi đấy đúng không? Gọi là không làm gì nữa đúng không? Gọi là bây giờ chỉ nằm chơi thôi. Thế còn cái anh đang hoạt động này cứ phải vươn ra đúng không? Vươn ra để kiếm ăn đúng không nha? Bươn trải cuộc sống. Đấy là cái đặc điểm của nó như vậy. Nó hoạt động mạnh cho nên là cơ thể nó cường tráng nó to đúng rồi đúng không? Còn ông này ông nằm nghỉ đây. Ông nằm dưỡng thương thì cho nên là cơ quan các bắt đầu nó teo dần đúng không? Đấy, cho nên nó nhỏ. Đấy. Kích thước tế bào nó nhỏ. Tế bào thứ hai là tế bào trung mô. Tế bào trung mô ấy, thì nó có hình thoi hoặc hình sao. Đấy. Thứ hai là nhân có nhiều cái khối nhiễm sắc thô. Bào tương thì nghèo nàn nhé các em nhé. Đấy, bào tương thì nghèo nàn. Nhưng nó lại giàu tiềm năng này. Nó lại giàu tiềm năng sinh sản và biệt hóa. Đấy, cái tế bào trung mô nãy thầy vừa nhắc là chính là do cái tế bào này đấy. Đấy. Nó giàu tiềm năng sinh sản và tiềm năng biệt hóa. Vậy nó có thể biệt hóa từ tế bào trung mô thành nguyên bào sợi này, nguyên bào mỡ này, tiền tạo cốt bào này, nguyên bào sụn này, tế bào cơ trơn thành mạch này. Tóm lại nó có khả năng biệt hóa thành rất nhiều loại tế bào khác nhau. Cho nên là nó rất giàu tiềm năng gì đây chả? Biệt hóa. Vậy này, cái tế bào này là biệt hóa hoàn toàn hay không hoàn toàn hay chưa hoàn toàn các em nhỉ? Rồi. À, chưa hoàn toàn đúng không? Đấy. Hay là nó gọi là biệt hóa kém đấy. Đấy. Cho nên là nó có khả năng biệt hóa rất là cao đây. Đấy. Rất là cao, nó có khả năng biệt hóa thành những cái tế bào khác. Thì đấy là cái đặc điểm của tế bào trung mô. Tế bào thứ ba đó là tế bào mỡ. Tế bào mỡ thì nó cái chức năng của nó đó là tích trữ lipid này, glycerid đúng không? Trong bào tương. Đó. Và đây là chính là cái gì đây nhỉ? Cái chức năng mà nãy chúng ta nói ngay ban đầu đó là chức năng dự trữ đấy đúng không? Đó. Thì tế bào mỡ nó là khả năng dự trữ rất là cao. Thế thì ở đây ở trong cơ thể chúng ta, con người chúng ta nó sẽ có hai loại tế bào mỡ. Tế bào mỡ thứ nhất đó là tế bào mỡ một không bào. Và tế bào mỡ thứ hai là tế bào nhiều không bào. Đấy. Tế bào mỡ có một không bào thì nó có ở người trưởng thành. Đấy. Nó có người trưởng thành. Đây. Đây là một tế bào mỡ. Đây là tế bào nó nữa. Tế bào mỡ khác này. Đấy. Thì trong cái tế bào mỡ này nó chỉ có một túi mỡ lớn thôi. Hay là một cái không bào, túi không bào thôi. Cho nên người ta gọi là tế bào mỡ có một không bào. Và nhiều các tế bào này này, các tế bào mỡ có một không bào này này, nó sẽ cấu tạo nên một cái loại mô mỡ người ta gọi là mô mỡ trắng. Mô mỡ trắng. Có ngửa người trưởng thành. Thế còn tế bào mỡ có nhiều không bào, các em sẽ nhìn sang hình bên cạnh. Đây, tế bào mỡ có nhiều không bào. Thì các em sẽ thấy đây. Những cái các em nhìn thấy những cái lốm đốm to nhỏ khác nhau này không? Có nhìn thấy không? Những cái phần hình tròn Có. sáng ở đấy, những cái hình tròn sáng to nhỏ khác nhau này, đấy là những cái túi mỡ đấy, các cái túi mỡ này nó có kích thước khác nhau, thì đấy đấy là các cái túi không bào, nhiều không bào đúng không? Và các cái tế bào mỡ có nhiều không bào này nó sẽ cấu tạo nên một cái mô mỡ nó gọi là mô mỡ nâu đấy, thì nó chỉ có ở phôi thai và một số nơi ở trẻ sơ sinh thôi.
Thế còn khi lớn lên thì các tế bào có một không bào này nó sẽ gì nhỉ? Việt hóa thành các tế bào mỡ có một không bào ở người trưởng thành chúng ta đấy, đúng không? Thì mô mỡ này nó sẽ có cái chức năng là gì các em nhỉ? Chức năng chính của mô mỡ là Dự trữ gì? năng lượng. Đúng rồi, dự trữ năng lượng này, đúng không? Chức năng tiếp theo là gì? Giữ nhiệt. Đúng rồi. Gọi là điều hòa thân nhiệt đấy, đúng không? Đấy, nhưng bạn nào mà có lớp mỡ dày chẳng hạn đấy, đúng không? Thì sẽ rất là ưu việt trong mùa đông, đúng không? Nhưng mà sẽ rất là khó khăn trong mùa Dạ, hè, giảm được rơi hơi. đúng không? Thứ hai, cái rất quan trọng nữa đó là nó mang tính à nó có chức năng, nó là tạo hình cơ thể. Đấy, chức năng rất quan trọng các em nhá. Các em có biết đường cong chết người chưa? Đấy, thì cái đường cong chết người đấy là do gì nhỉ? Các cái mô mỡ này nó tạo nên đấy, đúng không? À. Thế còn ở người bình thường ấy, thì nó sẽ có khoảng từ 20 đến 25% là mỡ. À. Ở nam thì ít hơn, khoảng tầm 15%. À. Thế nhưng mà nhiều người tự nhận là cơ thể mình 90% là mỡ thì không biết là nó sẽ có ở đâu, đúng không? Rất phong phú. À, thì cái này các em lưu ý nhé. Cơ thể chúng ta có khoảng từ 15 đến 25% là mỡ. Đó. Chứ không nhiều đến như các bạn tưởng tượng đâu nhé. Đấy. Chức năng của nó đó là dự trữ này, đúng nhỉ? Điều hòa thân nhiệt này và tạo hình cơ thể, đúng không? Đấy. Có người nào người ta may mắn thì làm sao nhỉ? Nó tạo hình đúng chỗ, đúng không? Chỗ mà cần lồi thì nó lồi, mà chỗ mà cần cong thì nó cong. Nhưng mà nhiều người đa phần thì nó làm sao nhỉ? Nó lại tạo hình không đúng chỗ, đúng không? Nó Thầy tạo thầy hình ví dụ không. chỗ cần cong như này. Cái đấy thì các em phải tự liên hệ. Đúng không? Nhiều chỗ chứ. Đâu có phải là những cái chỗ mà em nghĩ đâu, đúng không? Ơi, nó có giảm được rơi ấy thầy ơi. Cái gì em, cái gì cơ? Kéo quá ngã không đau ạ. Đúng rồi, có nghĩa là gọi là gì nhỉ, gọi là giảm sự tác động của ngoại lực, đúng không? Đúng rồi, cái đấy là chức năng rất hay đấy, đúng không? Nhiều khi mình chỉ cần ngã gọi là tí thôi mình đau rồi, đúng không? Người ta thì không việc gì, đúng không? Đấy, gọi là giảm trọng lực. Thì khả năng là chúng ta nghỉ một chút nhá. Có học tiếp hay nghỉ một chút nào? Nghỉ một chút cũng được, nghỉ học cũng được. Hay học tiếp đi. Thế không biết đây, Bài còn khá là dài đấy, chứ không không bây không giờ không. nghỉ 5 phút 10 phút như thế, Các học em học đến nghỉ chết tại đi. các em nghỉ nghỉ đến 3 giờ nhé, nghỉ đến 3 giờ chúng ta học tiếp nhé. Em ăn cơm. Tóm lại là các em nghỉ đến 3 giờ nhé, nhưng mà các em đúng 3 giờ là các em phải vào vị trí nhá. Thầy sẽ không 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 nhắc được ở như là offline đâu nhá. Vâng ạ. Okay.